sản phẩm mới, đó là mẫu xe mô hình, xe mô hình lắp ráp. Thì sau đây mình sẽ xin giới thiệu qua một số mẫu sản phẩm mới bên mình có. Thì đầu tiên là mẫu xe Ducati Mentor 6696. Đây, đời 2011, và tỷ lệ của mẫu xe này là 1/12 so với ảnh xe thật. Và đây là cấu trúc bên trong của nó, đây là những bộ phận dùng để lắp ráp mẫu xe này. Thì mã của bộ sản phẩm này đó là đây 39189. Thì khi các bạn search từ khóa này trên trang web Anson thì nó sẽ hiện ra toàn bộ mẫu sản phẩm và hình ảnh của mẫu xe này. Thì tiếp theo đó là mẫu sản phẩm của hãng Honda, tên của nó là CBR1000RR, cũng là tỷ lệ 1/12, và đây là cấu trúc của bộ những bộ phận lắp ráp xe của chúng ta. Thì khi lắp ráp hoàn chỉnh thì nó sẽ được một chiếc xe hoàn chỉnh như thế này. Và mã sản phẩm của nó là 39092. Thì tiếp theo đây là mẫu sản phẩm của xe đua BMW X1000 ha. Và cũng tỷ lệ 1/12 so với dòng xe thật. Và cấu trúc bên trong của nó, thì bộ sản phẩm này á, thì cấu trúc bên trong của nó gồm có một những linh kiện và ốc vít chúng ta dặn, kèm theo cuốn sách hướng dẫn lắp ráp. Đó, thì các bạn có thể tự lắp ráp mà có thể tham khảo qua cái quyển sách hướng dẫn đó ha. Và mẫu sản phẩm của xe này đó là 39191. Khi sạp vào web Anson thì nó sẽ ra hình ảnh cụ thể của mẫu xe này đó. Thì khi lắp ráp ra nó sẽ được ra hình ảnh như thế này. Và cuối cùng mình xin giới thiệu đó là mẫu xe của hãng Kawasaki ZX6R, cũng tỷ lệ 1/12, và cấu trúc bên trong của nó, những linh kiện đó ha. Thì sau khi lắp ráp xong thì nó sẽ ra một mẫu xe hoàn chỉnh như thế này. Thì tôi cũng đã lắp ráp thử một chiếc mẫu xe Kawasaki cho các bạn xem. Đó, đây là mẫu xe của nó. Thì bạn có thể tự lắp ráp hoặc là có thể tham khảo bằng cách đây nó có, thì mẫu xe chúng ta sẽ có sẵn một sách hướng dẫn như thế này đó, hướng dẫn cụ thể từng bước một, bạn có thể lắp ráp theo hoặc tự mình lắp ráp theo ý thích của mình được ha. Và mẫu sản phẩm của bộ xe này đó là 39155. Thì hiện tại những mẫu sản phẩm mô hình trên Anson các bạn có thể tham khảo tại website anson.vn, nó có rất nhiều mẫu xe mô hình khác nhau. Và trong video này tôi chỉ hướng dẫn cho bạn một số mẫu sản phẩm xe cụ thể thôi. Thì khi ra ráp nó sẽ ra một mẫu xe rất là đẹp như thế này. Có cục như thế này. Đó. Thì nếu các bạn cảm thấy video này thú vị, các bạn có thể like, share và subscribe kênh, thì sẽ có những sản phẩm mới độc đáo thú vị khác nhau dành cho các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.